biết được đấy. Đây là các gian hàng bán mắm. Rất là nhiều loại mắm. 45 nữa đó. Bà nhớ luôn á. Cô đây cô bán rẻ lắm, quen biết cô bán 50. Cái này mắm cá linh, cái này cũng không có tẩm màu, cũng cô bán 40.000 ký, nhưng mà giờ cô quen biết mua nhiều á, cô lấy 35.000 ký. Còn cái này là có bỏ chút xíu màu đường không ha, nổi rõ nha, hầu tính tiền cô không lấy đâu á, mắc công bỏ bịch á. Con này chắc ngọt hơn cho nên thấy sệt sệt hơn nhiều ghê. Còn này mắm cá lóc nguyên con rồi to ngon, mắm ở đây ngon, ăn về ngon, không có ngọt quá cũng không mặn quá, còn mắm luôn đủ nữa, nhiều mắm luôn đủ, mắm Thái quán tên Thu Thủy. Chịu quán tên cho nội quán tên quay bản lên xì ngọt đâu mà nội đâu, chứ nội lại mua mắm đây nè, cần phải lo lựa lưu động. Quá trời quá trời. Đúng không? 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 Đ
nhà nào cũng ăn mắm Thái. Có đường chém mắm Thái là ăn hết đầu cơm giờ ở đâu? Từ sáng tới chiều hả? Ờ, làm mất tiêu. Chút đồ đạc, đồ chơi, đồ bán ở trong giữa nè. Tế sập rất nhiều lắm. Chút mình đi. Ba khô, ba mắm gì ăn đầy tủ lạnh nè, ăn chưa hết vậy nữa hả? Có đậu cho đợi nè. Giữa là có đầy đủ. Đều đều hết trơn rồi cô ơi. Nè cái điệu chị mới dưới lên nè. Đẹp đẹp lên hình nữa nha. Nè nữa nè, nữa nè, nè. Nè bỏ đầu lên giới thiệu qua năm sau. Cái này thì có mình hả? Có giữa nè. Có đầy đủ mà. Có đẹp. Cô bắt ở lại đó. Cô bắt lại đó. Cô cho ăn mắm luôn á, đặng cho ốm bớt lại chứ giờ thịt không. Qua wow, tầm mắm vô mắm không chỗ nào mắm chút vô thẩm dứt cho nó một cây út nâu chút vô anh hai dứt cho một cây dù dù nhớ không dù đây đẻ mua cho nó đây đẻ lắm đẻ lắm mỗi ngày dù hả cái cần dê bây giờ không mẹ con không mẹ con đi đến đâu ở đây nè. Đó. Nè anh Nam. Anh Nam đang quay phim nè, cười cái coi. Cười coi. Đẹp gái quá. Đi sát vô, đi sát vô. Đi sát vô, đi sát vô. Đi vô nó máy vô. Con gái đẹp không? Gái thích ăn mắm nào? Gái có thích ăn no 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 hả? Sao gái không thích ăn? Không thích. Tại sao? Nghĩa là không tiền. À. Tại sao không thèm? Chớp chớp mắt coi. Chớp mắt lại coi, lông mi quá dài luôn. Trời ơi, đâu rồi, coi luôn. Đó. Làm viên cái coi, má lúng đồng tiền coi. Má lúng đồng tiền coi, vậy nè. Làm viên, làm dáng chụp hình. Làm viên, làm dáng coi. Yeah.